Qua Ừ, mình còn chia gì? đầm bông chà cứ tụp lo trong hơi cầm tay là rung chặn blue sky Bà. bằng con mình gặp hiện phải dạng khăn ní cư chỉ lực tìm bay hỏi đàn mình cả đây bằng con mình gặp tụp lo trong hơi cầm tay đòi lực tìm mũi là khăn sản xuất mình đã ở mình nẹ xăm nâng rung rồi bùa lực tìm bì nút cư nâng là bày chật sự mũi khăn mình chế mà đã ở slap sang tên sọc mà nẹ để lại nè vì mong đọc mũi sang sân chà đọc mũi xôn xôn để tìm bật ngay mà phải bày tỏ là ní cứ miên cả này tu lo cho mọi cảm đá sợ điên khnìa À. đấy cả này ní cả lang nơi rong chạc cả đêm blue sky để mình tích tăng thật là phơi bình sering chà phun tu bùng rô xin cắt chọn chạy tìm bí khăn phù sẽ chỉnh Đúng. ta vay để của sọc đang chạy tìm tăng rong chạc khẳng lớn mình ăn hình nhạc ao của bằng một lửa tháng xong bay tại Antica rong khăn phù sẽ chỉnh cứ miên sức cho khăn rong chạc tế tham tiền chi yếm lẹp phô đầm miên sử mặt tất cả Ồ. nên trong nền sắp của đời miền chàng cha rong chạy có khi dùng mình áo y mà ta kết châu thôi có sao chạy y tế Bà. chàng nâng trong nền sắp của đời miền còn bán châu đá bán trong tập đất dục lục hiệp không trái tại bản nọ mình toàn đứng tham viên nẻ rong đổ bút nữ co dường nàng tình Bà chàng hay miền dùng khang khang tam phố chiêu sang rốt chơi chàng dùng tam chiêu rốt này lại cả hai bạn đứng thác cặp tu nít cứ miên sập hiệp khăn khăn á đòi khởi nạp lâu tu lăng lặng thuê cho anh vì trình trường ở kia đập tu lo còn lại một chàng bà tôi mới dùng mới tập kiếp chạy sai khởi nát đi chip qua miền hạt cà không sập cùng mùi không nè và qua miền tân hạt cà mùi hạt cà này với cái là cù xong không sẽ nè tái lục sơn ở cái sự mặt cách quạt cứ miên sức mình chẳng bà sẽ mặt đang này nằm à chắc vậy là rung khiêm chạy trong ngon bà chà đứa con chà rung chạy nên có quạt thông nhẹ riêng là thông nhà như là thố nhà thôi miên sự mặt cách chẳng quạt mình ăn ở nhà tại chỗ bật sự ta bật nhẹ xa còn miên năng sự mặt cách cứ miên sức là sự bà đại phiệp nhẹ xa phô là miên không khi gặp sự đất dầu đặt lục vô rục hiệp hiệp chà bà và vâng tái ở quán tha chấm hiên làm bốn tụ bây giờ mình ăn nhẹ xa còn miên châu vì ở vì mình sợ ấy bà và tái sự mặt cách còn miên có sự âm mình sập châu trầu đây bà nít chia bà nhà hà mùi dự cục phong ách ngò tha hai đầu ấy bà là mặt chắc cồng hốn bà cồng hốn ý blue sky chứ chà khang blue rong chạy sky chà rong chạy blue rụp chạm sky blue sky nắng quát mình ra ca cho mình nhà thổ rồi cô quát miền trong bật bang rửa quay luôn miền cả lần này quay cho không bật thay thì lừa nắng được cô giảng mệt chà bà dương mình đang tiếc còn ta chia nít chia còn miền đây chưa ai từ tổ ban từ mà lại người dương ai từ tổ ban từ tại bắt đầu dầu rụp hiệp khang nông sập sai và cho ở đây đã ai đăng bàn chà và tay chân là dự trăm update tâm đàn tha tâm này nó ai cứu trả chỉ vật đó là mình đó của cô giang ná dự trăm từng ngọt chà nhẹ và trăm ngọt nhẹ bà là dự châu đường cái đây được kháng khát mình kia mình chơi tại đó cho nhà được xây chà bà hỏi cái thà một bóng của quạt cục phong tài từng đầu trăm bữa hỏi chính sách được chia bỏ ra được kháng bởi ba tèm đó chà cái tên tôi đang rương sầm rán nè bà rư xâm ram khi ta rùa tay sầm ram soi rồi lui bình phúng chia bờ rót to và trai lược trai xa hói ở nhà thôn mình khó tiêu nòng khía vô cường chạy cai pro lai và đặt lời tệ đồ dạng mà chạy và chân dương tam đan sẽ đi từ ngõ khnhiệt và sẽ nghe dương sai nới và lục sai nới qua đà đi ca mốt nơi khang khai một tìm chơi và nhà hà sầm ram nơi trong bồi pát nơi tai chia bánh hà dạng thuần ngô rồi bọc chia bờ rót và tụ bày chia cần lô mốt chia bờ rót tục ca tô va chan lược chẳng là cái đây cô ở nhà thô hạ cùng miền đồng nọ sài chún bên này bên đây ao trong hôn sầm rám đã chặt bài phúng câu đôi công nùng thùng khlân soi rồi lúi sầm bồ từ đầu đồng cây nâng sạch rúi rồi hốt đo thân nặng chia vượt học bài trong mùng bà được học bài chung mùng nít thì chết dùng là chuyên kiểm điểm chuyên phạm mà chia sẻ đây nơi thứ ngày tìm một phần phi khai tổ là cho nam phi con đọc trong pi trong nói ti liên chạy sầm ram đã thân nơi phùm tu bùng rố sân cắt xa gần đá trong phôi bạc và chia vượt vào màn xam sầm nẹ bàn phơ ca tổ và xa chết thông ấy đòi nông khí cài pro lai và đạch lời quỳnh mà đón rùa ca tổ và lực tìm mùi cần lồ mốc bàn chạc đấy đã một cố nâng đọt con lan bật lời đảm bây có mọi cơm hôn xâm ram nâng thua cam thiệp hỏi cả ca nó cứ quạt đoạt bạc bạc cam thiệp mềm mà và hai chà chia bây khai đàn vụ quạt của ba nông nghiệp đất mê đầy và cả tổ ba nâng bàn à à thá xâm ram đã cơm hôn bồi bài clean nơ dô chạc nơi chùm nói đi vì thua ao bạc bò đo sọc phiệp nhạc phúng sơ sơ la cầm cung sạc xá bông co chùm ngữ nâng khôi lời đà mà nà mọc bì tì liên chạc xâm ram chiếc lần sau sẽ áp đón chia vào vật chỉ tràn phúng thêm tiền mà chia thác phúng tu bùng rầu đi chia phúng muối đa nơi trong cả na phúng trong nguồn pram và trong này chật đá nơi phúng trong nguồn pram
ประชีพรวัตรบรรทออท้าปุกกอดมันอาจต่อสู้บามันอาจสู้ตรอมหนึ่งคลันสอยจะเอชอาบหนึ่งสัตว์รวยบานตีเมียนตายลึกเนียดได้ยืดยุ่นดักสำรามจังหนึ่งกายปลอยดำใบบันชกกรมหุ่นโยกสำรามจักในขนมพงท่านดาวอาหารท่านหนึ่งเหมือนโตกาโตวะได้เหมือนโตเทียบบากรมหุ่นเลยตายโยกสำรามหมดจักบ่าวนี่บอกว่าท่าตัดเพียบกลืนจักดาเจียบรอดกว่าดอกประกาศกายเพลย์ดันใบมันเอาอย่างยืนตักสำรามนั้นมันต่อการเพียบเรือเพลย์นั่งบ้านนะเตะต้นต้นนั่งปัญหานี่ลูกเงาเมย์ชรุนอภิบาลกรงปอยแปดกับทรมานมาเจียดท้ากรมหุ่นตักสำรามโยกมกจะในตีเลียนในพงตูลผงโรดาวเจียบรอดต่อวานี่คือเจียตีเลียนดาวตัวบ้านกายเพียบปีกระทรวงปารทานนั่งมันตีปารทานตรงเตยลูกครอบบานปราปิธาเตะตรงตนังกาตวารบอบเจียประวัติพมตูลปุงโรข้างอาญาโทกรงกมปงบังกายคณะกรรมการดำใบดอสไลเจมวยเจียประวัติเอาอ้อปีสมัติเพียบรวมเตียงเพลย์ฉบับของนายหอยอาญาโทมันอาจเอาสำรามในโกเสียเป็นกรงบานตีปลุกตายเจียประวัติประมาณปีดอกเติมเพลย์กระซ้าโมตวานุทัวเอาเมียนกาเรียสเตียนุมีเลยทาปัญหาสำรามในคางกรงเปิดปัดโกจีปัญหาได้กระโปรงแต่เกาะเสียบ่าจังหอยขมิ้นเคลยจมเรือนะมีนแต่เอากระมุนโยกสำรามปีกรงแต่จับในตามพุ่มใช่บ่าที่เมื่อยันนี่เราไปเราใส่ดุนั่งปล่อยไปด้วยนะแต่ตอนนั้นสำรามปีกาจ้ะบ่าตัวใบเจียญาเท่ากรงทรมานปรับเนี่ยซาปอมมีนอย่างนี้ก็ได้แต่เจียประวัติในแต่เมียนกาโตวะหอยบานมาเจียท้าลูกทรวบานเลือกเนื้อตือโรคอนยาโทกร้องช่วยดอสายได้ใต้เมียนลาตะเพียบบูรอดบรรทันท้าประหารเจียงใบขายมุ่นดาวปวกกอดบานจับได้ดำมังคุนงดกองล้านบัดเพลย์กรมหุ่นตุโยสำรามตือจับพุ่มปริกุบดอกโฮดอนเมียกาโตวาปีเจียบประวัติเนคาคุมปริกุบโกกรมหุ่นบานอรุษมกจับเนพุ่มตัวปงโรวิ่งได้อ๋อเมียเตยน้าเจียบรอดดึงนองบ้านเจียประวัติสมนงปอดอญาโทกรุบจนทะดานใบผลักโดติดตั้งจะสำรามได้เอาชงายปีเจียประวัติรุ่นนู้นปลุกเจียกระไดบร้อมนังเจียตกลำบากระบกวัดดอยซาแต่ผู้กวัดมวยจำนวนเมียนจีเพียบตีตัวกรอบาเมียนจงงือเตี้ยมันดังทะเตอร์ปังเนี่ยนาดีบานี่เจียกระไดบร้อมบอมบอมเจียประวัติหอยสุธากะระเนยสำรามนี่ตายเจียปัญหาทุนทงอัดปัญญาดักใสยัยเต้าตีมุ้ยปะปอปะติทานตีปีจะปะปอสกับเพียบจะปะทานนั่งสะพานอับเพียบที่เรื่องได้สำคัญโดยขี้จะมวยนั่งสกับเพียบจะปอยป้ายคือเจียตะปอนชราอันตรายจีดจะจังครบจีดสักแต่งอ้อคือฉลองกับกรองปอยป้ายนั่งชราโดยซาเต้ปอยป้ายดอกดอกเฮาจีจมลอยพิเศษชราอันตรายจีดนั่งหายจึงก็คอมบุโมสำรามปีกร้องมาจะตามพงนั่งจ้ะมาปะเต้สำคัญเจียบรวัตเนี่ยผมก็ระดับจับนี่ก็มันก็ได้ก็ให้ไม่จับผมก็ไม่ก้นปากพอสำหรับพิวก็ได้นะบ้านนี่เจียบปัญหาจังมันทับแล้วกูจะมีน้ำหนักสายอย่างแบบเบตาก็ดังทับก็จะบ้องจับในตัวเรานั่งห้อยเราปืนตัวกาตุกกาโตวาจังเต้สนาตือถ่านเลยจังเต้กูก็คางรถบาลนั่งกูกีบานเสือสมัวว่าเต้เอาติดจับในคางผมปรีกุบตายเราพูดตอนเราปริกุมตอนมันประมาณของเกี่ยวเราเราพงปริกุมนั้นดึงมาแล้วรุดมาจับในตัวเราเองมาให้ตัวเรานั้นตัวบ้องขาดทุ่มอ่ะลูกสาวนี่จ้ะปั่นขันที่มันใช้ทงได้ให้ได้เบี้ยแต่ในเจ้าในช้าหรืออัดกลายจับมือตั้งมันจะจับพงเกี่ยวเราบ้านี่ยมปอดชงอแล้วนะประทับเอาไว้ดาวเกี่ยวเราให้ได้บางกอดดึงซูมดูเบื้องเขาพลอยไว้ในอัดบ้านดูยืมดังทีละบ้านจังนี่เจียปัญหามวยดาเกียร์ชงอโดยเจียเขี้ยงกุชงอเจียบ่มบ่มเจียบรอดกุชงอได้เงินชราย์บ่าจะหาเราไว้บานเตอร์จะนึกมาพมเจียบรอดจ้าบ่านี่เจียปัญหาเยอะเหมือนตั้งท่ามูลหายไอ้มาปีเบียอาจจะเจียงจัดปีจุ่มไงปีกรองมาพมตัวบรอดนั่งเบียอาเงยสู้สำนักจุนดักสำนักยังไม่กูเยอะเหมือนดังบ่าปัตตาไว้ดาเจียบรอดกอดสกจัดโลหะโดทนาจูเลียจูเครื่องจ่ายกายปัตตาเพลียบ่าเจียปัญหามวยกอดเฮียนนอถานังโดยสากดกระทาสมรามนั่งคือแจ็คลันซอยเหมือนเต้นในครองผมบ่าเดบองคือกอดทุกกาตุกกาตะวันหรือที่มือคือตรมดอดกองลานดอดไอมาหามคอดบัดเพลย์บัดไอจังเตอร์ตายเรื่องนี้กระทาขมิ้นเดจิมเรติปีนั่งเมียนาจัด
hơi lôi bắt chạy nha chu cứ chạm với đặt lời thêm đó bữa lấy sầm mai nó che họ che vừa tha ai miền là tập tiếp dạ chu dồn họ muối họ cạn nâng bà quạt xong cho chàng và lấy dương xong sẽ đáp cả lực la rồi chia rồi thì thả ta con mình tụt lùm bạn giang mệt nè bộ cầm ao miền lan sầm mà chạm nơi tận năng pro công đua sa nhưng có bông miền tụt miền chúng ngư hay đó về ba cạn nơi cái này nâng tới việc thông soi đây chặt bàn, cha ta chặt ta na bàn, ở ngay thì chia chuồn, ta pro mà rồi mai chieng, ta những anh tiền nhom ta ní nung. À lấy cua sa bông chưa? Cha coi cái bông men chúng hư nơi cả cái tay, cha hay đó pe mau chặt, toal tiết nhom cây mì men pan ha đó con tôi pro nhom cái bông cỏ men lùi, hay cái bông ti toal giấy phong đó pe men chúng hư tiết nhom bả khằng. Ai mà chặt nung men khôi lại rồi. Khôi lời khôi cho hơi phong hay mà chụp rô này cái lạnh kiếm tiền mà mang phê mà đừng tiền này anh ở miền tây ngày thì nơi cái lạnh rô to kia lan pi mộc mà đo cái lạnh lời châu lưng to mộc buồn mộng chả chả nó không ngày ngày mà ngày rô bật o mong về tới lan của môi bẩm phơ tới chỉ đọc cường mong trăm thì dốc vào miền chả lan về miền của môi bẩm phơ cường tay mình đang thạp bạc mà ngày ba mà lan mà tận này cao bị dốc mong trăm miền mà ơi bởi nhóm này nâng to nhóm đây ạc bàn nâng lại nâng bà đòi xong khăn lơ sốc bà phép bà chư bà rốt xong khăn lơ bì tiết nâng xà la riêng để khám ơn riêng hơi dừng cua tại dô lạ ông cát ông bà thâm ơi khám ơn miên làm rầy bà chìa hãy đó là bơ dừng ớt chui thai bòm bòn sốc bà phép khám ơn phó mà dô xàm ra mà chạy nâng khá bài phúm khá bài xà la riêng khám ơn bà đá là ơi khám ơn với khôi sốc bà phép phụ cơ lòng máu bàn chìm riêng pháp ở nhà thâu sọc rộng. Bà cơ lòng máu, khi nhóm bàn thơ anh ta đã có mũi tầng ơ, bà chơi chôn nông phố màn ta đó sẽ là trông mà xa hai. Bà ta đó sẽ là trông mà xa hai. Lớ nâng, nước tí pi ní, hả lớ kê mà chặn nước tí nâng đó đài, tí tăng nâng đó đài. Cả bư đợt tư sẽ là trông, nhóm xùm nông phố tầng ơ khía, tầng nẹ đợt tư thơ anh ta đã có mũi, thà xôm cùng ai, dốt xùm rá mà chặn nơi khôn ปัจจุบันรุ่นนู้นนั่งสลาเรียนขมายเรียนให้ตอนเราเปิดนี่อะไรนั่งโยมมาจ่าแทนเตี้ยจังบัดระยะเปย์พายก็ต้องเจ็บไม่คลายแต่บนคลายนั่งดิจังอะไรโยมมาจ่าเตี้ยได้จังยังชมต่างอ้อคะแนนนี่คือจังสมสนมปอไอ้กอดโรตีตังนับเส้นเงาช่ายปีขนมปูบักยมเพราะคือเมียนจังขมายจนเขาคือจิตตุ่มเปียงจังบาสกปรกขมายมันละอ้อตายังบาตุ่มเปียงละอ้อหรือได้หรือตีจังสมรามก็ยังดาวมาไปทันเต็กทงครันหน่อยมือสัปดาห์ทิพย์นกพี่เป็นภูมิยังมันข้ามคอเต้สมัยก็โรกไล่มือสมกู้อ่อยบาดอ่อยง่ายปีตีดมนาบกีบรถเต้แต่ไปตัวปานตัวออกขี้ตัวปานไปย้อยตัวออกขี้บ่ามาแจ้งยาใส่ต่อปีดับกาหรือลายรอเจียบรอดเฮาจ้าเจตัยเออญาติทุกกูแต่ยื้อปิตกตระบ้องผู้เจียบรอดก็ทำเหมือนปไตยกวาดได้กองกวาดได้ท่านชื่อทุกคนได้ยังไงอุตสาห์กวาดจังใครปไตยกูนอตอนชื่อดีจังท่าก้นกูจังหยาบด่าเลยบ่าป่วยพวกคลินสำรามสอยเจ้าบ่กินยาวิ่งอายตึกตรอมเลยบ้านตั้งที่ยังเหมือนแก่แบบบ้านเลยที่ขี้ใหญ่ตอนนอนถนัดมวยคือจองมึงเด็กบ่ามันจังฮีสมาสมัยตะลุกซ้ำน้องตั้งแต่บ้านวัวตะลุกบอกว่าเขาใบการโจยแมนนะสมัยสมัยนี้สมัยสมัยเราถนัดจองมุกได้แมนจองมุกเขาใบนะจองมุกเออจีใช่จองมุกยำใบใช่โอ้โหยิ่งลังเปกอ่ะบ่าเบอร์ตามการเวลาเราบอกเนี่ยมีกฎทับสำรามนั่งเหมือนจัดแต่ทั้งไอ้ที่มาจัดแต่งยกเพี้ยนให้ลือทำมาท้ายคือผมเปิดใบลานบ่าแต่ก่อนมันนั่งจะบัตรทานลานอ่ะได้หรือกูลานมันประมาณตีบ่าแต่ก็ทำมาจัดชนะบ่าฮะจีบ่ายังยีมุมมุ้ยจรงมุ้ยให้เจสัมรามในกรงโกชัยจังเมียนาสบัดมาดักมาจั่นในภูมินั่งไอ้ทำไมไอ้ออกปีกรงบ่าแต่กอดพลิกปีมุมมวยเจธาตัวเด็กกอดโยมาจั่นในกบายภูมิเจียบรารุนตาปะปวดอลสกปรกบ่มบ่เจียบรารุตีใช่แม่ได้ก็มันควอลไอ้ก็มันก็คือทำไมนั่งยังไงจังมันหาให้ไว้ดาวนานตอนนี้จั่นนะบ่าไว้ดาวเจียบรารุนลือลางมันจะทำในกบายสลาเดียดกบายสลาเดียนเดียดบ่าจังมีน้องปากพอดอสสลาบ่าโกนสสลาน้องเตียดในเกี่ยวปัญหาจังมินิธาเบอร์ตาคาลุลายก็ก่อนไม่เนี้ยก็ท่าก่อนมันห้ามควอตตี้ปัตย์ส่งเอาจะเอาช่ายปีพุ่มบ่ามินิธาเอาช่ายก็เอาคลันนั่งเบียเพียมาดอกพุ่มบ่าจัง
តើជាចំណល់មួយរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋថាតើខាងរដ្ឋបាលខេត្តបាទខេត្តទីជ័យគួរតែមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចនេះទៀតបាទនិយាយចំណាត់ការគឺធ្លាប់លើកឡើងធ្លាប់ប្រជុំបាទធ្លាប់បាទខាងអាយដាមបាទស៊ុនវងក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរសូមឲ្យអភិបាលក្រុងដើមបញ្ហាជាប្រដ្ឋរអ៊ូលទាំរឿងសម្ញាំហ្នឹងឬគុណរឿងសម្ញាំហ្នឹងត្រូវមានចំណាត់ការយ៉ាងណាឲ្យល្អកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាប្រដ្ឋបន្តែម្ដងឥឡូវអត់ទាន់ឃើញទេបាទហើយបងនិយាយពីថាឬមួយទៀតកញ្ញាស្័យរឿងថាកន្លងមកជាប្រវត្តគាត់ស្នើរឿងសម្ញាំហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងអាញាធរក៏ដឹងកុំភ័យមានឆ្នាំចាក់កុំអោយស្អុយបាទអញ្ចឹងនិយាយឆ្នាំចាក់កុំអោយស្អុយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្នាំស្អីទេចាក់មិនចាក់ទៅលើសម្ញាំហ្នឹងអត់ស្អុយសម្ញាំឬក៏មិនខ្ញុំមិនដឹងទេអ្វីដែលជាប្រវត្តគាត់លើកឡើងថាមានឆ្នាំចាក់មិនអោយស្អុយប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវអត់ទាន់ឃើញឆ្នាំចាក់កុំអោយស្អុយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេមានន័យថានៅតែស្អុយដដែលប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រប់ដឹងកញ្ញាស័យថាគេមានអាម្សៅម្សៅបាចតែបាចសម្ញាំណាហ្នឹងសម្រាប់បាក់តេរីមិនឲ្យស្អុយនិយាយទៅនឹងខ្ញុំយល់ថាចាបើសិនទូមានម្សៅបាចយ៉ាងណាក៏ដោយអារុយវានៅតែមានដដែលហ្នឹងបាទចាំមិនថាយើងមិនដឹងថាឆ្នាំបំបត្តិស្អុយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេហើយជាប្រកក៏អត់ទាន់ឃើញតែហើយយើងសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់គាត់មកបាទអ្នកខាងចៃទីសូមបន្តិចបាទហើយខ្ញុំសំណូមពរថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយគិតគូរដល់បងប្អូនប្រជាជននៅនេះផងបាទអញ្ញាធននៅនេះព្រោះបងប្អូនវាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់រយរយអ្នកហើយក្នុងមួយភូមិហ្នឹងបានប្រយោជន៍12 3អ្នកហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ឲ្យរាប់រយអ្នកក្នុងភូមិហ្នឹងត្រូវឈឺស្កាត់ហើយបងប្អូនតែក្រីក្រផងគ្មានលុយមានកាអីត្រូវមើលជំងឺផងបាទអីខ្ញុំក៏បានរាយរាប់ប្រាប់គេម្ដងទី2ដងហើយគេថាគេចាក់ថ្នាំហើយបាត់ស្អុយតែខ្ញុំតាំងពីកើតម៉ែខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំដែលឮថាចាក់ថ្នាំណាកើតបាត់ស្អុយស្អុយអីអ៊ំស្អុយសម្រាមហ្នឹងបាទយប់ប្រលប់អីណាក៏ស្អុយដេកមិនលក់ស៊ីបាយមិនបានហើយបងប្អូនហ្នឹងត្រូវស្កាត់ដែរវាអត់មានលុយមានអីមើលជំងឺផងហើយហើយនិយាយដល់អាជ្ញាធរក៏ថាឲ្យទៅអត់មានណាមកជួយដោះស្រាយដល់អីសោះបាទប្រាប់ប្រសាគាត់មិញយ៉ាងមិនដែរញ៉ារស្សីគាត់ថាមិនខ្លះមិញចាអានេះខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំគាត់ដែរលើថាមានលោកមានឆ្នាំមែនមិញខ្ញុំមិនដឹងដែរគាត់តែមកលើលើកទី1ទីគ្នាបាទសំខាន់ប្រសារបស់លោកពូមិញគាត់ថាតាំងពីកែម៉ែខ្ញុំមកមិនដាឃើញសម្ញាមិនដាឃើញឆ្នាំដាក់សម្ញាមិនឲ្យស្អុយមិញទេព្រោះតែឥឡូវស្អុយពេញភូមិស្អុយទាំងថ្ងៃស្អុយទាំងយប់បាទនេះជាបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងគឺថាតើការទូទៅវារបស់គាត់នេះវាត្រឹមត្រូវអត់យ៉ាងស្អីបាទអញ្ចឹងនេះថាគាត់រិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរចំតែម្ដងទៅលើអាជ្ញាធរហើយអ្វីតាមការលើកឡើងមិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តិចទៀតក្រាតមានប្រយោជន៍តែ2 3អ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ច្រើនចា៎បាទអញ្ចឹងកញ្ញារិះស្អីអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទេយល់ច្បាស់មែនតើចောက်មកហូបបាយហើយវិញយល់ទៀតបាទចាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមានប្រយោជន៍តែ2 3អ្នកតែខូចប្រយោជន៍ច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគោលដៅរបស់គាត់ចង់សំដៅលើអ្វីមួយបាទសំដៅទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនអីចឹងទៅបាទតែយ៉ាងណាគោយើងមិនដឹងថាតើខាងអាជ្ញាធរគាត់នឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបន្តទៀតតែបើតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារនៅប៉ោយប៉ែតបាទលោកសៅនៅក៏គាត់ថាដែរថាថ្ងៃនេះឃើញខាងថាខាងអភិបាលក្រុងបានបញ្ជាឲ្យគ្រឿងចាក់កាយដីធ្វើផ្លូវវិញចា៎បាទកាយដីធ្វើផ្លូវនឹងវិញគឺដើម្បីអីគេមិនដើម្បីគុំនងមិនដើម្បីតែមកមុខសម្រាប់អាជីវរដ្ឋដើរធ្វើដំណើរបាននោះទេគឺដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកសម្រាប់ដំណើរការសកម្មភាពបន្តទៀតដឹកចាក់ទៅដែរបាទនេះវាតាមក៏ដឹងភ្នាក់ងារបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាឬក៏ចំណាត់ការយ៉ាងណាបន្តទៀតទេយ៉ាងណាក៏យើងមិនសង្ឃឹមថារឿងនឹងមិនតន់ចប់ទេបាទយើងនឹងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែមថាតើហេតុអ្វីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទតបពីជាប្រវត្តិគាត់ទូកការតវ៉ារហូតដល់កាយផ្ដាច់ផ្លូវមិនឲ្យរជនដឹកសម្រាមឆ្លងកាត់បានរហូតដល់មានចំណាត់ការពីរបាក្រុងគាត់មានចំណាត់ការដែរប៉ុន្តែតផ្លូវវិញបាទកាយដីតផ្លូវវិញលើចាំគេថាតឲ្យគាត់ចាក់បន្តទៀតនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះតាមបាទជាប្រវត្តិគាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរថយន្តដឹកសម្រាមហ្នឹងដំណើរការធម្មតា
បាទចាក់សំណាធម្មតាគេក៏ប្រមូលកាប់យកទៅវិញអីចឹងណាកែបទៅណាទៀតយកចាក់ក្រុងវិញចាក់កន្លែងផ្សេងចឹងទៅបាទកន្លែងផ្សេងយកតន់ដឹងទេតន់នឹងថាតើខាងរដ្ឋបាលខេត្តគាត់មានចំណាត់ការទៅចាក់កន្លែងផ្សេងយ៉ាងម៉េចតែដំណោះស្រាយតាមការលើកឡើងរបស់ជាប្រវត្តគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់ថាគាត់អត់ហាមគាត់ទេប៉ុន្តែសូមមកចាក់ឆ្ងាយពីភូមិបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នេះគឺនៅក្បែរភូមិតែម្ដងមិនដល់100ម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹងភូមិបុរោនឹងគឺតើនឹងគឺជាភូមិមួយក្នុងចំណោមភូមិទាំង5អញ្ចឹងវានៅចំណុចកណ្ដាលអញ្ចឹងបើសិនចាក់ចំចំណុចកណ្ដាលនៃភូមិបុរោនឹងភូមិទាំង5ហ្នឹងគឺជះឥទ្ធិពលទាំងអស់បាទនេះជាបញ្ហារបស់ជាប្រវត្តមិនសុខសុខគាត់ទៅដុតកង់ឡានហើយមិនសុខសុខគាត់ទៅកាយដីផ្ដាច់ផ្លូវទេបាទដោយសារគាត់ទ្រាំនៃបានហើយបាទរហូតដល់គាត់ហ៊ានធ្វើរដ្ឋនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណានឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងល្អបាទជួយនរពួកគាត់អរគុណហើយឥឡូវយើងបាទ